Cô thân ái, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học trực tuyến Khoa học tự nhiên lớp 6 của trang web olm.vn Các em đã từng biết đến virus chưa? Và virus là gì? Trong thực tế, có thể chúng ta đã nghe đến nhiều bệnh do virus gây ra Ví dụ như sốt xuất huyết, đậu mùa, tay chân miệng, cúm hay gần đây nhất, chúng ta đang phải đối mặt với đại dịch toàn cầu mang tên COVID-19. Vậy thì có phải tất cả các loài virus đều sẽ gây bệnh cho con người hay chúng còn có vai trò gì khác? Trong bài học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về virus. Bài 29. Virus. Nội dung bài học của chúng ta sẽ gồm 4 phần chính. 1. Đa dạng virus. 2. Cấu tạo của virus. Phần 3. Tìm hiểu vai trò và ứng dụng của virus. Cuối cùng, phần 4. Một số bệnh do virus gây ra và cách phòng bệnh. Ngay bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu đa dạng của virus. Virus là một dạng sống có kích thước vô cùng nhỏ bé, không có cấu tạo tế bào và chỉ nhân lên được trong tế bào của sinh vật sống. Để thấy rõ hơn về sự nhỏ bé của virus, cô có ví dụ sau đây. Một vi khuẩn đường ruột thì thường sẽ có kích thước khoảng từ 2 đến 4 micromet. Kích thước đó sẽ gấp 3 lần loại virus lớn nhất và dài gấp khoảng 300 lần một virus cảm lạnh. Với kích thước nhỏ bé như vậy thì theo em để quan sát được cấu tạo và hình dạng của virus, người ta phải sử dụng đến dụng cụ hỗ trợ nào? À đúng rồi đấy các em ạ. Để quan sát được hình dạng cũng như cấu tạo của virus, các nhà khoa học phải sử dụng đến kính hiển vi điện tử. Dưới kính hiển vi điện tử, các nhà khoa học đã quan sát và mô tả lại một số hình dạng và cấu tạo của virus như sau: Virus dại, virus khảm thuốc lá, virus HIV, virus corona, thể thực khuẩn T4 và virus đậu mùa. Mỗi loại virus thì sẽ có hình dạng và cấu tạo khác nhau. Dựa vào hình dạng và cấu tạo của virus, các nhà khoa học đã chia thành 3 dạng chính, đó chính là dạng xoắn, dạng khối và dạng hỗn hợp. Trong đó, virus dại và virus khảm thuốc lá sẽ thuộc dạng xoắn. Virus dạng khối gồm có virus HIV và virus corona. Virus dạng hỗn hợp sẽ có thể thực khuẩn E4 và virus đậu mùa. Qua những thông tin trên thì chúng ta thấy virus vô cùng đa dạng đúng không nào? Virus gồm nhiều loại, mỗi loại thì sẽ có hình dạng và kích thước khác nhau. Để luyện tập những kiến thức vừa học, các em hãy hoàn thành một số câu hỏi tương tác sau đây. Câu trả lời của em hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng em. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo của virus thông qua phần 2. Cấu tạo của virus sẽ chỉ gồm có hai thành phần cơ bản, đó là vỏ protein và lõi. Lõi ở đây có thể là ADN hoặc ARN. Quan sát lên hình minh họa về cấu tạo của virus thì chúng ta thấy, phần nằm phía trong đây là vật chất di truyền con phía ngoài là vỏ protein. Ngoài ra thì một số virus còn có thêm vỏ ngoài và các gai glycoprotein. Nhìn lại tổng thể thì đây chính là cấu tạo của một virus có vỏ ngoài. Dựa vào những thành phần cấu tạo vừa tìm hiểu về virus, em hãy cho biết vì sao nói virus chưa có cấu tạo tế bào điển hình. Em có đồng ý với ý kiến cho rằng Virus là một vật thể không sống hay không? Và giải thích. Câu trả lời của em hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng em. Virus chưa có cấu tạo tế bào điển hình, vì cấu trúc của một virus không đủ ba thành phần chính của một tế bào. Có nhiều lý do để chúng ta khẳng định virus là một vật không sống. Ví dụ như virus không có cấu tạo tế bào. Virus sống ký sinh bắt buộc, chỉ nhân lên trong cơ thể sinh vật khác, hoặc virus không có đầy đủ các quá trình sống cơ bản của một cơ thể sống. Chỉ cần dựa vào một trong ba nhận định này, chúng ta đã có thể khẳng định virus là một vật không sống. Tiếp theo để luyện tập về cấu tạo của virus, em hãy nêu tên các thành phần cấu tạo được chú thích trong hình và hoàn thành bảng sau đây. Câu trả lời của em hoàn toàn chính xác. Chúng ta có virus HIV, số 1 sẽ tương ứng là lõi, số 2 sẽ là vỏ protein. Tương tự chúng ta có virus dại, số 1 là lõi, số 2 sẽ là vỏ protein. Cuối cùng, virus gây bệnh sốt xuất huyết, số 1 sẽ là vỏ protein và số 2 sẽ là lõi. Câu hỏi tương tác vừa rồi đã khép lại nội dung tiết học của chúng ta ngày hôm nay. Một số nội dung chính các em cần ghi nhớ đầu tiên là về khái niệm của virus, là dạng sống có kích thước vô cùng nhỏ bé, không có cấu tạo tế bào và chỉ nhân lên được trong tế bào của sinh vật sống. Virus đa dạng về hình dạng, kích thước và loại virus. Cấu tạo của virus gồm hai phần chính: vỏ protein và lõi là vật chất di truyền. Cô cảm ơn các em đã theo dõi nội dung bài học. Các em hãy truy cập trang web olm.vn để luyện tập. Đừng quên ấn theo dõi kênh học trực tuyến olm nữa nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.